Love and hate, nghĩa là yêu và ghét. Ghét và thương là hai trạng thái tồn tại trong một con người khi họ đối diện với người khác. Đối với người họ ghét thì làm điều gì bất phân đúng sai họ cũng ghét. Đối với người mà họ thương thì làm điều gì bất phân đúng sai họ cũng thương. Nghĩa là người đối với người luôn có hai trạng thái ghét và thương. Nếu ghét thì phản đối không ngừng, nếu thương thì ủng hộ liên tục. Đối với đạo thì chúng ta không phân biệt ghét và thương, mà chúng ta chỉ phân biệt vấn đề phức tạp và vấn đề không phức tạp. Chính vì lý do đó, người theo đạo thường tiếp cận người khác ở một trạng thái bình thường, không buồn, không vui, không thương cũng không ghét. Tâm của chúng ta phải bình tĩnh, cái mà chúng ta nhìn là vấn đề của người khác chứ không phải ngoại hình của họ, hoàn cảnh hay sức thân của người khác. Chúng ta vẫn là một con người bình thường thì hiển nhiên chúng ta phải có cảm xúc ghét và thương. Vì sao lại ghét mà vì sao lại thương? Bạn phải lý giải được nguyên nhân vì sao. Không thể nào thích ghét là ghét mà thích thương là thương. Cái đó là hành xử theo cảm tính, là không công bằng với người đối diện, càng không công bằng với chính bản thân bạn. Người trong xã hội cũng là một con người thì chúng ta cũng là một con người, quy chung thì cảm giác của tất cả chúng ta đều là giống nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ là người thì lý giải đầy đủ lý do gây nên cảm xúc, còn người thì không lý giải hoặc không cần lý giải. Nếu được lý giải một cách cụ thể, bạn có thể ngăn chặn, vượt qua những cảm xúc tiêu cực như ganh ghét, mù quáng hoặc thù oán triền miên. Đây là một vấn đề mà ai cũng gặp phải, chứ không phải chỉ có một số ít người mới gặp. Vì vậy bạn luôn lắng nghe từng cảm xúc. Chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, mà bạn còn phải tìm ra nguyên nhân gây nên cảm xúc. Sau khi tìm ra được nguyên nhân thì bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Nếu bạn là một người theo đạo thì bạn cần phải làm được điều đó. Vì khi dấn thân vào xã hội sẽ có một khối lượng vấn đề khổng lồ mà bạn cần phải hoàn thành. Bạn nên nhớ xã hội không bao giờ theo ý bạn. Có thể bạn sẽ nổi điên lên vì điều đó. Chúc bạn thành công.